Vào tối qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo hai ban đối ngoại trung ương của Việt Nam và Lào, gồm ông Thông Sa Văn Phong Vi Hẳn, Ủy viên Trung ương, Trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi tiếp còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo chủ chốt các ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu vui mừng chào đón hai đoàn của Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Lào đến thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế. Đồng thời, thông tin khái quát một số nét về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua với những bước phát triển đáng kể. Tiêu biểu như năm 2022, chỉ số PCI xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành cả nước, chỉ số PAPI đứng ở vị trí thứ 5. Riêng đối với công tác đối ngoại, tỉnh đã có nhiều chỉ thị, chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác đối ngoại, kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Thông qua nhiều hình thức khác nhau, tỉnh luôn củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các tỉnh Trung Nam Lào, đặc biệt là với hai tỉnh giáp biên giới Salavan và Sekong ngày càng gắn bó, tin cậy. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu mong muốn Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam và Lào quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương nước bạn Lào và tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Thừa Thiên Huế trong thời gian qua, đồng thời cũng nêu lên một số vấn đề cần giải quyết đối với tỉnh như tăng cường quan hệ hợp tác đối ngoại, đẩy mạnh củng cố giữ vững an ninh chính trị vùng giáp biên giới với nước bạn Lào, tiếp tục gìn giữ vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định và phát triển của đất nước. Ông Thông Sa Văn Phong Vi Hẳn, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định chính sách đối ngoại của Lào luôn coi trọng hàng đầu quan hệ với Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hai nước ngày càng phát triển sâu rộng. Thông báo về tình hình Lào gần đây, kết quả hợp tác giữa hai ban đối ngoại và phương hướng hợp tác trong thời gian tới, ông Thông Sa Văn Phong Vi Hẳn khẳng định sẽ phù hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, thỏa thuận hợp tác giữa hai ban đối ngoại, các đoàn thể, tổ chức nhân dân, góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào và Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.